Nhưng mà ăn cơm sao được? Ăn cháo đây rồi. Nhật lấy một cháo đây rồi. Đúng rồi, như sắp có một cái đẹp rồi. Chịu khổ cho anh ơi, sau này nhiều hơn trước liền. Với có người đeo hàm duy trì cả đời ạ. À. Ui thế, đeo hàm duy trì cả đời luôn à mọi người. Bánh hiện tại là bánh đã dừng bán rồi mọi người ạ. Để mà phục vụ cho mọi người là những ai đã được đợt trước ngày rằm là sẽ nhận được mọi người nhá. Hiện tại là bên em đã dừng bánh trung thu. Qua trung thu thì mọi người cứ đặt thoải mái. Qua trung thu thì mọi người cứ đặt thoải mái nhá. Bên em bán là bánh quanh năm, nhưng mà để phục vụ cho mọi người mà vào dịp trung thu này thì bên em hiện tại đã dừng, nhưng mà qua trung thu là vẫn bán tiếp. Trời mưa thì là chắc là không dám ra đường đúng không? Trời mưa hoàng, một là ngồi ô tô mà hai là không dám ra đường. Giờ có sắt rồi. Gọi cho Lôi ạ, Lôi ạ. Lôi không biết có ở đây không? Lôi chắc lâu lắm rồi chưa gặp Lôi lời hề. Lúc nói nhiều anh cứ dán sáp vào thôi à, hạn chế ma sáp với miệng gây lở miệng rồi nhờ. Thôi giờ kiểu này là chắc gì, chắc live stream thì để anh Tiến nói mọi người nhỉ, còn mình là chỉ ngồi sau thôi, mình trở lại cũng được. Chưa cà phê không Hoàng Lê, từ phòng 1001 đây á. Ủa thế cùng phòng à, cùng nhà có sắt ra được sẽ đánh, không hiểu nhỉ. Giờ ra được không được cười nha mọi người nhá, trời mưa là ra đường không được cười đâu. Những đồng cái nhỉ, gọi là đồng niềng răng ấy, anh em đồng niềng răng là ra đường là cấm được cười nhá, trời mưa cấm được cười cho mọi người nhá. Mới gắn luôn, mới làm xong mọi người, mới đi rút tiền sư tử hôm bữa linh tặng, đi đề luôn, đi niềng luôn. Anh Tiến mà có bảo thì là tầm 2 năm sau thì em bán lại cho bên kia để em trả tiền. Mà không thì anh lấy tạm đây mấy cái mắc cài để anh lấy tạm cũng được. Chứ còn mà giờ anh đòi tiền em thì em không chịu. Niềng răng thế này ăn được mẹ xử không nhỉ? Ông nào ác thế nhỉ? Ác thế. Ông nào ác đây? Đâu? Sủi ăn chay này, ác thật đấy. Niềng răng thế này mà ăn mẹ xử, có mà đi cả hàm mà. Cảm ơn chị Vi ạ. Ra tiệm mua thuốc lờ miệng màu xanh, biển lờ là vui. Mua thế tầm ngày hết. Ui, chụp hình lại nào. Chụp hình lại cho chắc ăn nào. Đấy, em cảm ơn chị. Có mình được hết mà. Ăn kẹo rửa bị tre là hết. Ác nhỉ, ăn cua được hết. Ác thật đấy. Toàn mấy người xui ác thế. Phải chỉ cho em những cái mèo gì mà cho nó răng nó tốt lên, với là mình không bị lở đi chứ. Toàn là cho mấy cái món ăn mà mình không ăn được. Ăn cua được anh ơi. Cú đơ giờ không chịu được, cứng. Đợt trước thèm ăn cú đơ. Đúng rồi, giờ phải mua cái gì nhỉ? Phải mua cái son môi thôi. Đợt này môi thì hơi bị khô. Cao muối. Còn giữ môi á? Ừ. Ở trong phòng ấy. Anh kể chuyện hồi anh đi Nhật cơ. Mình quen Nhật Lệ hồi ở Việt Nam chứ có phải ở Nhật Bản đâu. Quen ở Việt Nam mà ăn gân bò luôn à? Đây anh cười nha, anh cười vẫn chưa quen, cười vẫn chưa quen, chán thật đấy. Tự nhiên hiểu giờ trong một mình có cái sát chờ nói chuyện nó hơi khó chịu mọi người. Này đau hơi đau, mới niềng xong mà lên chia sẻ với mọi người. Đúng rồi,
Niềng ai cũng xấu nha hết, nên cứ chu mỏ đi anh à. Cứ chu thế này à? Chu thế này à, đúng không? Thì niềng xong đẹp lắm anh. Đúng rồi mọi người ạ. Thôi chịu khó. Chịu khó giai đoạn này là xấu. Chịu khó xấu cũng được. Chịu khó xấu. Nhưng mà mọi người bắt đầu giờ, trong đầu mọi người là bắt đầu giờ kiểu hình thành là Nam Hoàng là có cái mồm xấu. Đấy, tầm khoảng 2 năm sau em vẫn làm cái livestream này thì là mọi người phải quay lại, mọi người nhìn em là bằng một ánh mắt khác. Đúng rồi, sau 1 năm là đẹp. Biết thế ngày xưa đi Nhật niềng té đi nhỉ. Hay là ngày xưa hồi nhỏ đi niềng té đi. Cứ... cười rung à rủ năng sói ăn chay này. Em sắp niềng răng. Anh niềng đau lắm không? À, không đau đâu Luna. Niềng cho nó đẹp. Tạm thời thì cứ xấu cái đã. Tầm khoảng 1-2 năm sau thì đẹp. Đẹp lên đấy, không thấy đấy. Nó không thể sưng sẵn quá chơi. Giờ mới lên 1-2 tuần. 1-2 tuần là thấy bình thường thôi. À thế à. Kiểu giờ cái mình cắm thế này này. Giờ đang kiểu mắc cài nó đang dính này này. Nó khó chịu giờ không biết nhai nhanh kiểu gì nhỉ. Giờ là phải ăn cháo. Mà mình niềng trước còn nhổ răng thì tầm khoảng 2 tuần nữa là mình nhổ răng. Bắt đầu tầm khoảng 2 tuần sau nữa bắt đầu đến thay. Gặp bác sĩ thay tiếp. Lâu lâu lở miệng. Hoàng Nhật thuộc Tây mua thuộc lửa biển bôi. Cảm ơn chị Trang nha. Là không thấy lâu không thấy qua sang chơi Hoàng Lệ ơi. Chị nào đây? Đây tôi nhiều thành nhiều. Em lâu lâu mới like chứ không phải em ngày nào cũng like đâu. Lâu lâu mới like mà, có phải khi nào cũng like đâu. Anh niềng bao nhiêu vậy ạ? À? Mình niềng hết 28. Trước kỳ là nhổ răng là tiền riêng mọi người ạ. Tuần đầu nên ăn cháo là đúng rồi này. Sau ăn mềm, từ từ mới tập nhai, quen được anh ơi. Đừng gấp buốt răng đó. Chụp lại cái thằng nào. Đấy, lúc này là bác sĩ cũng bảo như thế rồi. Anh niềng mấy năm, mình niềng tầm 5-2 năm. Tầm 5-2 năm. Mà nhiều khi 1 năm mà thấy được ok là tháo đi. Mình niềng ở Hà Nội đấy, gần nhà luôn. Tổng chi phí của húp. Thì là niềng cũng giống anh à. Cũng giống niềng gầu mắc cài đấy à. Anh nên uống nhiều nước ép như táo với chuối.